Alabama. What about Alaska? Rock and roll classic. Hey guys, how are you today? Hey man, I'm checking my shit. Hello. Hiện tại là top 199. Chắc là mới tụt tí. Ok, chúng ta sẽ mắc Lucas. Sao bị pin rồi? Từ bình tĩnh. Why not playing? Oh, come on man. It's we have 1 hour left and I will stop push and see and I hope this next balance we have good meta. Red Yap. Thực ra Red Yap đi cùng với lại ngày xưa, các bạn còn nhớ đi cùng với Skeleton King không? Skeleton King sau này thì nó cũng đi cùng Man được, đi cùng Phoenix cũng được, cũng hợp lý luôn. Mình quên mất là con iPad của mình hết pin. Để chịu, mình đã chuyển sang này đây. Lucas là đánh với lại Gulasi à? Hai player. Oh!